Rồi, xin chào anh em. Hôm nay ngày 31 tháng 1 anh em thì tiếp tục lên đường một em RT155 nè. Chờ đợi nha. Con này là Kuta chính hãng anh em. Đang vô, đang vô. Có làm. Ê, giờ kẹt tay đó. Dở dở lên nha xíu. Tắt lăng các anh. Rồi kết thúc anh em ơi.